Hello, xin chào anh chị nha. Showroom bên em còn nhiều xe để phục vụ anh chị lắm. Đấy, như là Kia Sorento nè, Sorento hoặc là Honda CR-V, Mazda Honda Civic, Ford Ranger 2020 đi 19.000 cây số thôi, màu đen một cầu bản X lẻ, hộp số tự động, Mazda 6. Rồi hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị xem một mẫu xe phân khúc hạng C, màu đen mới vừa về luôn. Đây là Hyundai Elantra trang bị động cơ 1.6 hộp số sàn ở màu đen nha, nước sơn màu đen. Em quay ngoài nắng cho anh chị xem cái độ mới và độ long lanh của cái con Elantra này. Xe này thì có số tự động 2.0, 1.6 số tự động và 1.6 số sàn, chính là xe này. Ở xe này chủ người ta mới thay 4 vỏ Michelin nè. Đó, cho anh chị xem ha, 4 vỏ Michelin luôn, mới tinh luôn. Mâm là có đường kính là 195/65R15 ha, mâm 15 inch. Cũng như là bốn cái bảng số sàn á, bảng số sàn là 5 chấu cỡ lớn nè. Ở phanh trước phanh sau là phanh đĩa. Ở vỏ Michelin còn nhảy cui anh chị, cực kỳ dày luôn. Đó, cho anh chị xem ha. Xe này là số sàn đi cực kỳ tiết kiệm. Anh chị mà mua để mà chạy dịch vụ hay chạy ráp gì đó, phù hợp lắm, hoặc là đi gia đình 5 người. Nếu mà tài chính anh chị mà mới có tầm khoảng hơn 400, chính xác là 428 triệu thì đây. Đó, keo nè, tem vẫn chưa bóc hết luôn. Mạc rơm nè, sáng trưng nè, lên phim kích nhiệt nè. Xe màu đen mà mạc rơm nhìn sáng lắm. 428 triệu cho một chiếc xe phân khúc hạng C đời cao 2018 nữa. Phía sau có trang bị cảm biến qua chạm nè, cảm biến da nè, camera da nè, GLS nó cho đèn sáng trưng nè. Xe này lên 4 vỏ Michelin cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cho anh chị xem luôn. Nước sơn còn đẹp và liền lạc lắm chị. 4 vỏ Michelin luôn ha. Quay chi tiết luôn. Trá đèn còn sáng trưng. Mới lắm. Có những thanh mạc rơm to bản luôn, biển số là 66 Đồng Tháp. Mạc rơm bên em sẽ bao cốt hồ sơ, bao phí công chứng. Nếu mà anh chị nào khác tỉnh Đồng Tháp nha, còn ở Đồng Tháp thì giữ y biển số này luôn. Đó, tay nắm cửa mạc rơm, khóa thông minh nữa. Đó, cho chị xem nè, cái độ mới của nó. Đó, keo chỉ nè, quay chi tiết luôn. Đó, quay cho chị xem trước khi đến xem xe trực tiếp tại showroom nha. Đó, anh chị ở nhà có thể xem được cái chất lượng cơ bản của một chiếc xe đã qua sử dụng, rồi sau đó mình hãy tiến hành đến xem xe trực tiếp tại showroom Auto Xuyên Việt. Đó, lên ghế da nè, xe này lên rất dễ, lấy da lót sàn đồ sạch sẽ, tắp bi cửa rồi mới tinh nè, cũ số nè, cũng bọc da luôn. Số sàn đi cực kỳ nhẹ luôn chị, số sàn của Hyundai đi nhẹ nhàng lắm, cũng như là hệ thống điều hòa nè. Đó, màn hình cam da, đề nổ startup một nút chạm, vô lăng thì có bọc da luôn. Đó, độ mới nè, các nút bấm hầu như không hao mòn luôn. Đó, còn mới tinh nè. Đèn là auto tự động, có chế độ auto tự động luôn. Mới tinh ha chị. Sạch sẽ, giữ dịch kỹ. Đó, trang bị hai túi khí trước thôi. Phần ABS, phần bổ lực phanh đầy đủ. Đó, keo chỉ cho anh chị xem nè. Hyundai Elantra số sàn 2018. Xe này cùng phân khúc với Mazda 3, Honda Civic. Đề thì tai đầy đủ, mặc dù đây là bản số sàn nhưng mà vẫn đầy đủ tiện nghi luôn. Bệ thì tai để cốc ly nè. Xe lên ghế da hết rồi. Cửa gió hai ghế sau luôn, tiện nghi cực kỳ. Chằng xe còn mới tinh hơn chị. Cho chị xem cái chất lượng của xe ha, nội thất còn mới lắm. Thiết kế của Hyundai lúc nào cũng đẹp, nhìn nó trẻ trung hiện đại lắm. 2018 2018 thì Elantra có một bản 1.6 turbo là bản cao nhất, 1.6 turbo cực kỳ mạnh mẽ luôn, màu đen ha, long lanh luôn. Đó, anten về cá nhìn nó gọn gàng và tinh tế sạch sẽ, nhìn nó đẹp thẩm mỹ nữa. Keo chỉ luôn nè, khung xương nè. Xe bên em kiểm tra đầu vào chuẩn chỉ hết, bán ra lúc nào cũng có cam kết cho anh chị mà. Đây, chống chì, tấm nhựa chống chì ở đây, thảm nè, tấm thảm với cục bạc tinh, chủ tao kỹ lắm.
bánh xe cua đồ nghề còn theo xe. Ở bánh xe cua chưa lăn luôn nè. Đó, đồ nghề theo xe còn đội đầy đủ nè. Keo theo nhà sản xuất. Đó, chống chống rỉ sét. Đó, cho chị xem cái con ốc đây nè. Đó, chưa tháo luôn. Nếu mà có va chạm thì ở đây nó sẽ bị tác động trước. Sẽ tháo đó nè. Tiêu hao nhiên liệu xe này tầm khoảng 5 đến 8 lít trên 100 cây số. Cực kỳ tiết kiệm luôn. Mua chạy dịch vụ chạy rác ha. Quay chiếc xe cho anh chị xem thôi. Chiếc xe này thì anh chị nào quan tâm thì đến xem xe trực tiếp đi. Đó. Trong video như thế nào, bên ngoài thì còn đẹp hơn vậy nè. Bốn vỏ vậy cui à. Mâm sơn màu bạc. Đó, keo chưa bóc hết luôn nè anh chị. Đó, cho anh chị xem nè. Có phủ gầm hốc bánh xe nè. Đó, phủ gầm sạch sẽ luôn. Qua xe này thì bên em đã thay nhớt máy cho anh chị rồi, đi 74.000 cây số. Anh chị mua về chỉ cần đổ xăng đi thêm 5.000 cây số nữa thì mới thay nha. Đó, bên em đã bảo dưỡng kiểm tra hết rồi, cho nên anh chị yên tâm, mua về chỉ có mà đi thôi. Đó. Đó, nhìn nè, chi tiết nè, đẹp lắm, lên ghế da rồi. Cơ bản là ghế nỉ thôi, đi 74.000 cây, nhưng mà vẫn còn giữ và chất lượng lắm. Đó, cho anh chị xem cái phơm dán nè, rộng rãi, phân khúc hạng C nha. Đó thấy không? Đẹp. Rồi. Hyundai Elantra số sàn 2018 428 triệu. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho Toán nha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại showroom Auto Xuyên Việt, số 46 đường GS4 phường Đồng Hòa, thành phố Giang tỉnh Bình Dương nha anh chị. Có rất là nhiều xe cho chị lựa chọn luôn. Đó. Tiếp theo Toán sẽ quay con máy cho anh chị xem trước khi kết thúc video này. Đó, chóa đèn sáng trưng à, đẹp lắm. Dạ rồi, tiếp theo Toán sẽ quay cho anh chị xem cái khối động cơ 1.6 lít của Hyundai Elantra 2018. Ở 1.6 thì giữa xe số sàn và số tự động đều như nhau, đều là động cơ 1.6 lít hết cả, nhưng chỉ khác cái hộp số tự động và hộp số sàn thôi anh chị. Ở đây là hộp số sàn nha. 1.6MT 2018 đi 74.000 cây, xe thì chủ đi giữ gìn kỹ, bảo dưỡng đều đặn. Nói chung là bảo dưỡng, anh chủ người ta bảo dưỡng đều đặn thì thay nhớt máy, kiểm tra trong hãng đầy đủ, cho nên xe nè còn chất lượng và mới lắm nè. Ốc nè, ốc trong máy cho anh chị xem nè, độ mới của nó chưa dấu tháo mở, chưa hạ luôn. Động cơ nè, ốc mặt cam, ốc cam nè, ốc cò nè. Đó, những cái phần nhựa nè anh chị thấy không, còn mới tinh luôn. Xe mà đi nhiều nhưng mà bảo dưỡng đều đặn đầy đủ thì ok, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Nếu mà xe mà đi ít, ví dụ đi mà 10.000, 20.000 mà không bảo dưỡng, không thay nhớt thì rất là nguy hiểm nha. Đối với xe này bên em đã kiểm tra kỹ thuật đầy đủ, vẫn đảm bảo cam kết cho anh chị. Nếu mà anh chị vẫn chưa đủ tin tưởng thì cứ đưa vô hãng kiểm tra thoải mái, check hãng vô tư luôn. Trước khi giao bên em sẽ thay nhớt máy, bảo dưỡng, là bao phí công chứng, bao gốc hồ sơ. Xe này đảm bảo đủ điều kiện để sang tên cho anh chị luôn. Biển số là 66 nha, Đồng Tháp. Đó, một chiếc xe 428 triệu thôi, phân khúc hạng C. Đó, anh chị nào quan tâm cứ nhấp máy lên liên hệ cho Toán nha, qua số điện thoại là 0933 993 122. Bên em có thu mua xe cũ, chị có xe muốn bán thì cứ liên hệ cho Toán luôn. Đó, số điện thoại hotline để trên màn hình nha. Thu mua xe tại nhà giá tốt giá cao cho anh chị luôn. Bên em thì thu mua xe tại nhà, hoặc là anh chị có xe muốn bán thì cứ giới thiệu, có hoa hồng cho anh chị thoải mái. Đó. Rồi chị đừng quên hãy đăng ký kênh ủng hộ nha, ô tô của Sài Gòn của Đặng Toán. Để mình cập nhật những dòng xe về thường xuyên hơn. Đến đây thì cảm ơn chị đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo nha. Bye bye.